nghe một bài nhạc mạnh các bây giờ, không biết điện thoại của em có thu được không, nhưng mà ở ngoài nghe tiếng sút cực kỳ là sâu và lực luôn ạ. Chỉ có một con sút bắt 50, ví dụ nó là bắt hai tổ các bác nhỉ. Quá là áp lực luôn ạ. Xin chào toàn thể các bác nhé. Hiện tại thì em đang có mặt tại Đào Nguyên, Hoài Đức, Hà Nội ạ. Và hôm nay thì em đến đây để bàn giao và cũng như là nâng cấp thêm cho bác chủ một số thiết bị các bác nhé. Và thiết bị của bác ở trong bộ dàn này gồm có là một đôi loa JBL 745. Hàng này nói chung là hàng dùng được các bác nhé. Đấy, hàng dùng được nhưng mà tiếng khá là ok các bác ạ. Đấy, tiếng khá là ok. Và bên em đắp thêm cho bác là một con súp Phaito bắt 50 ở đây. Và bác là nói chung là thi thoảng là bác hay văn hóa văn nghệ ở khu vực ngoài và cũng như là cho mượn. Đấy, nên là bác sẽ sử dụng con súp 50 này. Còn không gian đây là trong nhà bác có bộ nghe nhạc rồi. Đấy, cũng hơi bé một chút và tiện thể thì em test luôn ở ngoài rời các bác nhé. Và thiết bị hôm nay bác đắp thêm là một con PSXT1000 này, một con vang D700 và một con đẩy 4 kênh thì trước bác mua bên em rồi, H120. Và hiện tại là kênh 1, kênh 2 thì em đang đánh một đôi loa và kênh 3, kênh 4 em đang chập grid lại để đánh cho nó khỏe các bác nhé. Đấy, và đây bác dùng thêm một con mic, một con quản lý nguồn đấy trong tủ máy này. Đấy, và bây giờ thì em mời các bác nhá cùng đeo tai nghe và trải nghiệm chất âm bộ dàn sau khi BM đã căn chỉnh xong một combo bộ dàn, tiện thể là cho các bác tham khảo luôn, mini đấy, một combo mini cho các bác tham khảo luôn. Tài chính thì đầu tư thì cực kỳ hợp lý, bác nào có nhu cầu thì có thể là alo ngay cho BM các bác nhá. Vẫn đang tình yêu trong biển dương, sắc áo nhà ơi em về với người, sáng ngang một chiếc xe hoa, cô đơn ta nhớ nhau hoài, buồn âm thanh ai có vì ai, đêm cao 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 cao